Chào mừng anh em đã đến với Minh Phụng Music. Ngay cả khi bạn sở hữu một cây organ, dù ở bất kỳ mức giá nào thì quy trình đóng gói và vận chuyển vẫn là tiêu chí được người chơi đặt lên hàng đầu khi tìm đến những showroom uy tín, hiểu được những băn khoăn ấy của khách hàng. Hôm nay Minh Phụng sẽ gửi đến bạn clip review quy trình đóng gói hàng nhanh cây organ Kidman K200 để đưa anh gáp trở về cho khách ở quận 9 ngay tại showroom 347 Điện Biên Phủ. Nào bắt đầu nhé. Team mình hôm nay sẽ có 3 bạn đóng gói cây organ K200 này. Cây organ này hiện đang có giá là 4 triệu và nhóm đã làm clip về đàn trên kênh, các bạn hãy vào xem nhé. Khi mua đàn, khách hàng sẽ được tặng kèm chân đàn, bao đàn và jack phone. Đàn đã được mang ra và soạn đầy đủ quà tặng. Tiến hành gói hàng nhé. Tất cả linh kiện và đàn sẽ được xếp lên nhau rồi quấn lớp bóng bảo vệ và được cố định bằng băng keo. Tiếp theo sẽ quấn ni lông để tránh mưa ẩm ướt khi đàn được vận chuyển bằng xe máy. Rồi lại thêm lớp băng keo để cố định và tăng nét thẩm mỹ cho đàn. Hoàn tất rồi, cùng mình mang ra xe để anh gáp lên đường thôi nào. Chúng mình luôn ý thức được rằng đem đàn đến nhà với vẻ đẹp nguyên bản là trách nhiệm vô cùng to lớn. Chính vì thế, team đã dặn dò anh tài xế rất cẩn thận nên quý khách hàng cứ mà yên tâm. Tuy đây không phải là một video review về sản phẩm nào cụ thể, team chỉ đang chia sẻ về một ngày làm việc của nhân viên công ty mà Minh Phụng gửi đến các bạn khán giả thân thiết của kênh. Rất cảm ơn sự thương yêu của các bạn. Hãy like, share, subscribe để đón chờ nhiều clip hay hơn từ tụi mình nhé. Và nếu cần tư vấn, hãy liên hệ số hotline 0919768606. Xin chào và hẹn gặp lại.